từng thân thiết như anh em, tiêu chiến và cốc gia thành trở nên xa lạ. Năm ngoái, cốc gia thành đã bị bạn gái cũ tố keo kiệt, vòi tiền cô, nổ là thân với Lý Hiện và mỉa mai tiêu chiến. Cô đã chụp khung chắc tin nhắn giữa hai người, trong đó cốc gia thành đã ám chỉ, những người tự gọi mình là chàng trai ấm áp, chẳng hạn như chiến nào đó. Cốc Gia Thành và Tiêu Chiến trước đây là anh em thân thiết, cùng hoạt động trong nhóm nhạc ít cửu thiếu niên đoàn. Tuy nhiên sau khi tranh chấp với công ty quản lý, tiêu chiến không còn hoạt động cùng nhóm ngược lại cốc gia thành vẫn còn nằm dưới quyền kiểm soát của công ty khi còn cùng hoạt động với nhau người hâm mộ đã từng rất thích thú vì tương tác giữa hai người khi ghi hình chương trình tiêu chiến đã cố tình thả sau khi thắng cốc gia thành nhiều lần và không muốn làm tổn thương đối phương tuy nhiên kể từ khi tiêu chiến trở nên nổi tiếng không có mối liên hệ nào giữa họ nữa một lần Tiêu Chiến được hỏi rằng liệu những người bạn cũ của anh ấy không kết giao với anh ấy có phải vì ghen tị hay không? Tiêu Chiến đã ngay lập tức bác bỏ, và nói, không, họ chỉ cảm thấy mọi thứ đã thay đổi, nhưng ai có thể ngờ rằng, dây trước anh vừa bảo vệ đồng đội, thì dây sau anh đã bị chính người đồng đội của mình là Cốc Gia Thành đâm sau lưng, Cốc Gia Thành sinh trưởng trong một gia đình giàu có, vừa tốt nghiệp thì nhận được thư mời của Đại học Oregon. Khi mới bắt đầu tiến vào showbiz, cốc gia thành cũng rất nổi bật trong dàn tiểu sinh cùng hoạt động tuy không nói ra nhưng trong lòng chắc hẳn anh đã cảm thấy mình vượt trội hơn đồng đội nhưng khi nhóm nhạc ít cửu thiếu niên đoàn bắt đầu có tiếng tăm tiêu chiến lại dần dần trở nên nổi tiếng hơn hẳn các thành viên còn lại vào thời điểm đó tiêu chiến không phải người đẹp nhất không phải người giỏi nhất không phải người được ưu ái nhất cũng không phải học bá gì cả từng bị đánh giá là không có tương lai trong làng giải trí Thế nên rất nhiều người đã cảm thấy khó hiểu vì sự nổi lên của Tiêu Chiến và cho rằng chính hình tượng chàng trai ấm áp là lý do. Bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ của ta ra mắt vào năm 2018 là bộ phim dùng để push Cốc Gia Thành, nên anh được giao đóng vai nam chính bắt đường dịch. Tiêu Chiến chỉ đóng vai nam thứ bắt đường mặt nhiễm, nhưng khi phim phát sóng, vai diễn của Cốc Gia Thành vẫn luôn bị Tiêu Chiến chiếm hết nổi bật về cả ngoại hình lẫn diễn xuất. Có lẽ vì vậy mà Cốc Gia Thành đã thực sự cảm thấy khó chịu khi phải sống dưới cái bóng của Tiêu Chiến, và khi Cốc Gia Thành nhắn tin với bạn gái của mình, anh ta hoàn toàn không có sự kiềm chế. Dù sao thì đó cũng là một cuộc nói chuyện riêng tư, có điều anh ta chắc không thể ngờ rằng bạn gái sẽ dùng nó để bốc phốt mình sau khi chia tay. Sự ghen ghét lộ lộ trong từng câu chữ, sự đố kỵ mà anh giấu kín đã bị phơi bày ra ánh sáng, tất nhiên, Tiêu Chiến có lẽ sẽ không bộc lộ thái độ gì về chuyện này cả anh ấy bình tĩnh và lý trí cũng quá bận rộn để mà dành thời gian giải quyết chuyện của người khác chỉ là sau khi mặt nạ của cốc gia thành bị vạch trần từ nay anh và tiêu chiến thực sự trở thành người xa lạ